Chị giờ hồi dẫn về thì thấy nó có chút xíu á. Để vợ về làm dâu rồi biết làm gì em. Chị hiểu em mà giờ cũng chưa biết luôn á. Giờ hầu mới cưới gì ạ? Vợ chồng ngủ thôi chứ, tao thấy tao chưa luôn. Tao kêu cũng dạng nhiều thôi. Hả? À? Má đánh kim á. Sao? Má đánh kim là ví dụ nha. Kiểu như là hồi xưa là má xài tầm mấy ngày là má không thích nữa. Để má bỏ là má tiếc. Cái là má đánh. Tao hôm đó là má đánh thiệt với là nhiều luôn. À tiếc hả? Đánh cho mèo hết. Nhìn cái mặt đánh cách à. Nên là dấu nó lên là thấy nó chưa. Ui mẹ. Nhiều khi sợ ông nội nè quay ra thấy cái mắt khổ quá nhá. Cô Linh và Hồng Trâm xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Những cái câu chuyện hỷ nội ái ố, những cái vui buồn lẫn lộn. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta trong đó, chúng ta có thể hoàn thiện cái mối lương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu sâu đậm hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Bây giờ cô Linh và Hồng Trâm xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với Mẹ Chồng Nàng Dâu ngày hôm nay. Xin mời. Ngôi nhà mẹ chồng nàng dâu rất là vui mừng chào đón hai mẹ con đến đây để tham gia chương trình. Xin mời chị giới thiệu về mình. Tôi là Trần Thị Trọng, hiện nay 52 tuổi, quê ở Bình Định. Con nghe giọng là con thấy quen quen rồi. Cái này là bà con hàng xóm với con rồi. Con là 76 Quận Ngỡ nè. 76, 77, Mễ Đỉnh. Mình ở đâu, huyện nào? Bình Định, huyện Tuy Phước. À, huyện Tuy Phước. Linh là ngã ba Phú Tài nè, lên Tuy Phước có chút xíu à. Ghé ngay ngã ba Phú Tài, bên hỏi lòng heo số 1 luôn, không có đâu qua hết trơn. 77 mãi đỉnh. Đỉnh đâu mình ở Bình Định. Bình Định, Bình Định rồi. Mình làm công việc gì chị? Mình thì làm nông, ruộng nuôi heo. Chào chào chú Hiền Linh, chào chị Trâm. Con xin giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Năm nay là 25 tuổi. Con sinh năm 98 ạ. Con cũng ở Bình Định luôn, gần nhà mấy chồng luôn. Con làm dâu được mấy năm? Cũng gần 4 năm. Lấy chồng sớm quá nha. Dạ, con lấy chồng sớm tại ở quê mà nghỉ học là lấy chồng luôn. Vậy hả? Đây cũng ở quê mà tới giờ mới lấy chồng đó. Chú tại chị Trâm kiến quá ơi. Không có, tại vì nhiều khi cái công việc của con nó khác với bé. Dạ đúng rồi. Hiện giờ em đang làm cái gì? Hiện tại thì em đang kinh doanh online. Đây cũng bán cà phê nè, bán kem chống nắng rồi đó. Trời chú, cái đoạn này hồi biên tập cũng cắt à. Không có cắt đâu, để luôn. Bây giờ cho chị. Lần đầu tiên chị gặp con dâu của mình thì chị thấy cô bé này như thế nào? Con nó dẫn gì à, nó quen nó dẫn gì à? Dạ. Ra mắt nói mé con có quen bạn gái con dẫn gì à, cho mé ra mắt má coi thế nào. Thì giờ hồi dẫn gì à thì thấy nó có chút xíu á. Thì giờ về làm dâu rồi biết làm gì em, nhỏ quá mà nó còn học mà biết làm gì em. Nó nói mẹ lo cái gì chừng gì à, má làm gì nó làm nói chứ. Rồi con giờ nói chứ con nó chịu đâu mình chịu đó. Nhưng con trai của chị là bao nhiêu tuổi? Cô vợ 25 tuổi. 25 tuổi là lấy vợ 21, lớn hơn vợ 4 tuổi đúng không? Đấy rồi. 3 tuổi về mới 24 hả? Con 24 chứ. Con 24 hay lệm đầu. Đó rồi, cãi lộn rồi. Cãi lộn. Rồi còn bé thì sao? Ấn tượng đầu tiên khi gặp mẹ chồng của mình như thế nào? Lúc đầu thì chồng em dẫn xuống nhà thì thấy bé rất là hiền luôn. Với lại cũng cực kỳ thoải mái. Lâu lâu thì em cũng mới xuống chơi rồi chứ không có xuống nhiều. Nhưng mà cứ mỗi lần xuống là má rất là nồng nhiệt luôn. Có cái gì là dọn ra con ăn chung với cô cho vui vậy á. Nhưng mà kiểu như lúc đó thì em quen thì chưa có nghĩ đến chuyện cưới á. Còn nhỏ quá. Rồi xuống có phụ má chăm sóc heo này kia không? Dạ không, cái đó cô không biết làm được đâu. Phụ gì nấu được cái yêu mà thấu lửa thấu nên mà nó phụ gì trời đất ơi, xong luôn rồi, thôi xong rồi cũng làm cũng được chứ chứ không làm gì được, chưa biết làm gì mà còn học mà làm gì. Làm dâu ở dưới quê á nha là phải biết cho heo ăn nè, phải biết tắm heo nè, phải biết nấu cắm heo nè, phải biết quét nhúng lưỡi nè, nhúng củi nè. Đây cho heo ăn mà giờ cũng chưa biết luôn á. 4 năm giờ cũng chưa biết cho heo ăn luôn, giờ chưa biết cho heo ăn luôn. Chưa luôn. Trời đất ơi, giờ có đi đâu cũng là giờ cho ăn cho hờ dâu biết hả? Chắc ông già chồng, ông già chồng càng dở chịu, ông nói thôi dâu nó biết làm mình làm, giờ đi có chiêu rồi con giờ cho ăn còn không dễ như vậy. Bây giờ cô cho con bé vô đây đi, rồi con chỉ cho con bé 1 tuần thôi, nó về biết làm từ A tới Z luôn. Con là 12 năm kinh nghiệm nấu cắm heo và cho heo ăn tắm heo luôn. Đây, người mà có rất nhiều kinh nghiệm nuôi heo, đi cắt môn nấu cắm heo, rồi đi hái rau muống bầm sắc chuối cho heo ăn, nói chung là làm tất cả mọi thứ, đi xin hèm hoặc đi mua hèm về cho heo ăn. Con heo mà mình chăm sóc nó tốt á, nó thân thiện với mình, nó cười hoài. Dạ đúng rồi, nó cười hoài. Con nuôi heo miết luôn mà bây giờ hả con giả được chồng con heo luôn á. Trời ơi đâu
Thôi nó chơi nó vui thôi. Thật ra thì những lúc mà mình rảnh rỗi á, thì mình cũng nên phụ mẹ một xíu. Tại vì những cái công việc này chị nghĩ là nó cũng đơn giản thôi à. Kiểu như má mà có đi đâu là má gọi về lại chồng im re. Chồng im re trời ơi. Vậy là chồng thương quá đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà lúc mà về làm dâu mấy ngày đầu tiên có nấu nướng gì cho mẹ chồng rồi phụ pha cà phê cho cha hay là làm gì không? Kiểu như là má con ngủ dậy xong má đi chợ về sẵn đâu. Má nấu xong con xuống con phụ giả hành ớt hoặc là lạc rau rồi vậy. Làm nhiều quá ha. Làm quá trời nhiều luôn. Ăn xong thì rửa chén. Mà có khi bận thì má rửa. Tại vì lúc mới cưới giờ thì lúc đó con cũng có làm việc với chồng rồi á. Có bận quá là má rửa. Tức là chưa bao giờ con nấu nguyên một bữa cơm cho. Có không? Dạ có. Nấu ngon không nghe cơ chị? Hồng nấu à? Nấu của Hồng ăn được, ăn không được. Cũng ăn được rồi, ăn không được. Hồng nấu cũng ăn cũng ngon á. Hồng ăn nấu ăn được. Hên xui đúng không? À hên xui. Ông xã chị có nói gì không? Không, anh ấy thật quá vợ chị cũng thương dâu lắm. Ông bây giờ nghĩ mình có con gái, cỡ làm dâu như con gái mình. Nó có nấu ăn dở ngon, cỡ mình cũng ăn. May quá. Tính ra là cô chú là dễ tính đó. Đúng rồi, thật ra mấy ông bà dưới quê đó, mẹ chồng rồi cha chồng ở dưới quê á, nhiều khi người ta dậy rất là sớm luôn, 4-5 giờ người ta dậy rồi, nào là chăm sóc gà cuối này kia, heo rồi ruộng rẫy này tùm lum hết trơn, mà con dâu mà ngủ á là người ta cũng khó chịu lắm á, không biết nhà này có gì. Thì không? Giờ dâu đây cũng dậy chứ hầu mới cưới gì ạ, vợ chồng ngủ thôi chứ tao thấy tao chưa luôn, tao kêu cũng dậy chiều thôi. Hả? Đi chợ đi quán đồ vậy giờ kêu dậy nấu ăn. Tức là ngủ tới trưa thẳng cẳng luôn vậy đó. Thẳng cẳng luôn. Rồi mẹ chồng có nói gì không? Con bây giờ nó nhỏ quá nè, giờ nó biết làm gì mình cũng thông cảm. Con gặp mẹ chồng dễ đó. Đó đúng rồi. À, nói chú Hùng Linh nghe, nó ưng gì ở đây? Nghĩ biết làm gì em? Nó nhỏ quá biết làm gì em? Sao cũng vô với em. Giờ cái hẹp hôi bán chuyện này bán kia, kem phấn dụng áo quần nói chung là đủ hết. Làm em thấy cũng được, cũng mừng cho con. Dạ, thật ra thì nhiều khi là bán hàng online nó cũng có nhiều cái khổ lắm á cô. Cũng khó cho bé ở chỗ là không có thời gian để mà mình phải phụ mình cho cô đó. Có một cái khoảng thời gian mà con bán kiểu như là nó chạy quá, chạy hàng quá, là con ôm điện thoại mở mắt ra là cầm điện thoại cho tới chiều tối luôn. Là nhiều khi là cũng phải nhờ má trông chéo. À, phải cô chéo dù hầu nào ránh ấy, phụ cho con dâu mình nữa. Đóng hàng. Đóng hàng thì có má với chồng, còn em là lên đơn cho đáp á chị. Có nhiều khi bận quá cái ba chồng cũng vô đóng luôn. Cả nhà đều phụ đóng luôn. Nhưng mà em muốn thuê thêm người hả? Dạ không, em không có thuê người. Tại vì kiểu như em có suy nghĩ là thôi bây giờ mình còn thời gian thì mình làm, chứ thuê người thì phải trả công nữa. Không phải, thật ra bây giờ mình bán chạy rồi, mình đã có khách hàng rồi, thì mình phải thuê thêm người để người ta phụ mình, để mình dành cái thời gian đó mình chăm con nè, mình lo vun vén gia đình mình một xíu nữa chứ. Kiểu như lúc đó là mới á chị, em cũng ham công việc ấy, từ từ mình biết bán được hay không, nhưng mà đợt đó là em bán cực kỳ chạy luôn. Đây là một bài học kinh nghiệm rất lớn cho những cô dâu. Nói chung là cái quan niệm làm dâu ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác. Thấy chưa, làm dâu về toàn là mẹ chồng làm không. Làm dâu có làm gì đâu, dâu chỉ ăn uống xong rồi bán buôn thôi, thu tiền thôi, còn việc làm ở nhà mẹ chồng làm hết, cha chồng làm hết. Thậm chí là con cũng giao cho mẹ chồng, cha chồng luôn. Rồi thậm chí là ăn cơm xong mẹ chồng rửa chén luôn. Thấy chưa, làm dâu tốt quá, dâu hiện đại mà. Đừng nên sợ làm dâu nha các cô gái. Hồi mà anh lên nói là cưới con á thì nhà con cũng sợ, kiểu như là còn nhỏ quá không biết làm gì, chắc gì là dưới nhà chồng nó quở quá, cứ sợ vậy á. Nhưng mà cũng được cái gì là ba mẹ thoải mái. Nhưng mà con với mẹ chồng con thân thiết nhau, có tâm sự này kia không? Nói chung là hợp gu lắm chú. Đi mua sắm cũng hợp gu nè. Rồi là hay đi chơi. Kiểu như là tối vậy là cả gia đình chở nhau đi ăn quán ăn xá vậy. Nhưng mà hồi đó hay dẫn má đi ăn gì nè? Dạ đi ăn mì cây nè. Rồi là bún nợ mắm tôm nè. Rồi là đồ Hàn Quốc, đồ Nhật Bản. Trà sữa, có trà sữa. Dạ sữa có luôn. Bánh xèo tôm nhảy nè. Bánh xèo thì nó bình thường. Dạ mì cây á chị. Mì cây á chú là má nói à, mày mua gói mì tôm gì mày chết, xong rồi mày mua con tôm gì mày bỏ vô là ngon rồi. Mày đi ra quán mà ăn gì đâu mà ba lên 40 ngàn là mắc. Mới đầu ăn cũng ngon chứ. Sao giờ ăn cũng ngon. Bây giờ ghiền luôn hả? Giờ ăn bây giờ rảnh là đủ. Rảnh là đủ. Tối nay đi ăn mì cây không con? Mời má em là thích ăn bún đậu mắm tôm. Thích luôn. Nhưng mà giờ chị cảm giác mình không hợp với con dâu điều gì không? Tậu là ham làm. Nó ham tiền á. Ham làm nó bỏ con bỏ cái cứ nói thôi giờ con làm con cũng chăm con được chứ. Làm gì mà một giờ sáng hai sáng cũng vẫn làm. Nếu nghĩ ngơ trời ơi đeo bệnh. Tại vì bán online á, 1-2 giờ sáng á mà mình thấy tin nhắn của khách á, mình không có chốt á là mình tiếc. Thứ hai nữa là mình muốn khách hàng của mình á người ta nhận được cái câu trả lời của mình nhanh nhất. Đó, cho nên là tiếc là như vậy đó.
mới thức khuya. Bây giờ là Hồ Bích Tâm mời cô dâu qua một kia ngồi tâm sự để dạ. Cô tâm sự với ngày chồng chút xíu thôi. Tình hình hai người ngồi chung không có dám nói nha. Dạ đúng rồi, con thấy không có dám nói, nãy giờ khen nhau không à. Khen không à. Khen không à. Mời rồi. Qua bên kia đi. Thôi mời em qua bên đây nha. Mình qua bên đây mình sẽ tâm sự chuyện riêng tư. Em với mẹ là có những cái điều gì mà đó giờ chưa bao giờ dám nói với nhau không? Thật ra xích mích thì cũng không có, tại vì là hai mẹ con cũng thoải mái lắm. Nhưng mà nhiều khi thì kiểu như là em không vừa ý là má chăm con á. Kiểu như là má chăm cháu thì nhiều khi mình bị cọc càng tính em là tính cọc. Thì em nói hơi to tiếng với má. Má đừng có cho cháu nó ăn cái viên kẹo đây nha, nó nhỏ quá là ăn không được đâu. Nhưng mà kiểu như là em nói nó hơi to tiếng á. Tại mình người quê mà dạ, ăn to nó lớn. Dạ đúng rồi. Đó, nhiều khi dạ. Mình nói như vậy rằng ra đâm ra là mẹ sẽ bị tủi thân á. Dạ đúng rồi. Kiểu như nói xong là mẹ buồn cái là tao lúc nó cảm xúc lỡ. Mình sao? Cảm thấy hối hận. Hối hận đúng không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên thấy mẹ mẹ buồn thấy mình cũng buồn theo luôn. Lúc đó có tâm sự với ông xã không? Cũng có chứ, tối nay mình cũng hay tâm sự. Tụi nói chỗ hồi sáng em mới leo má. Rồi giờ riết chiếc má còn quen rồi. Quen rồi ha, dạ. Quen rồi đó. Đó là mẹ chồng ha, dạ. Còn ba chồng thì sao? Ba thoải mái lắm, nhiều khi em hay leo. Em hay cóc nữa. Kiểu như là ba nói là tối chiều nay ba chở cháu đi học gì rồi. Xong rồi ba chở cháu đi dạo công viên nha. Là em kêu là không ba, đỡ công việc con cho ăn cho sợ chỗ đi lạnh nó đau. Còn vợ chồng em thì cho cháu ngồi ở giữa hoặc là đi xe nhà. Ba cũng buồn, ba kêu nó chở đi cho được mà mình chở đi cho không được. Ba cũng hay nói vậy. Ta lớn rồi, nhiều khi có cháu có con người ta vui, người dạ, ta chở đi dạo dạo mà không cho. Thiệt chứ giờ để tụi em cũng hơi khó tính cái vụ con cái. Bắt hả ba mẹ coi xong rồi chở đi chơi thì không cho đi, hay dạ. Quá. Coi thì coi ở nhà thôi chứ không được chở đâu hết. Dạ. Mẹ ăn uống thì em vẫn cho ăn, chứ không đợi cho má cho ăn. Kiểu má chiều cháu lắm. Cháu mà không ăn là má tao nắng ăn thôi con thượng ép. Không uống sữa tao nó no quá, uống nội á. Nhưng mà sống lâu cái má quen luôn. Má giờ má kêu con chuyện má là má biết rồi, má mốt má không có vậy nữa. Má em không có đỡ bụng, nhiều khi em thấy ba má thoải mái quá thì em cũng không có dành thời gian cho ba má nhiều á. Bữa đó mình mua đồ ăn nhưng mà mình lại quên mua cho ba má, không biết ba má có người gì không kiểu vậy. Nhưng mà em không dám nói, không dám. Thật ra là tại vì tụi em còn trẻ quá cho nên nhiều khi cái suy nghĩ của tụi mình á nó vô tư. Dạ đó, không nghĩ tới cảm nhận của người lớn. Kiểu như là lúc đó là vội quá là quên chứ cũng không phải là về đến nhà rồi không có nhớ gì hết. Dạ đúng rồi. Chị hỏi một cái câu này nè, cái giai đoạn mà mình mới lấy nhau về á, lúc đó là chưa có công ăn việc làm ổn định đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ai là cái người mà lo cho tụi em? Lúc mà chưa cưới thì là em đi may với lại bán online. Thì chồng em cũng đi làm sách không, xong rồi là có làm chung YouTube với ông anh ruột. Cưới về thì chồng em kêu là thôi người ở nhà ấy, làm YouTube với ổng. Lúc đó là làm 3 tháng không có lương ấy, thì cái tháng đầu tiên là em lấy tiền tiền cưới á chị, mua đồ ăn ăn. Tao rồi còn 2 tháng sau, má ơi bây giờ con hết tiền rồi. Bây giờ con làm YouTube giờ người ta không có trả lương cho con. 3 tháng đó là phải mượn tiền, mượn vàng cưới của má rồi mua máy móc. Vàng cưới của má cho hả? Dạ đúng rồi. Rồi lấy bán đi. Bán để mua máy móc rồi là đầu tư để mình làm á chị. Xong rồi tiền ăn đồ là má thôi giờ con có tiền thôi má mua đồ ăn nha. Là má lo hết 2 tháng. Má lo ăn quá. Uống dạ. Chừng nào làm có tiền rồi bắt đầu là mình không đỡ má phụ nữa, không đỡ má lo nữa. Bán buôn vậy có nhiều khi có đưa má chồng rồi lên livestream không vậy? Có chứ. Có luôn hả? Dạ có. Em quay uống collagen đồ là má còn cho má uống. Hoặc là mỹ phẩm á. Mỹ phẩm rồi có kem thoa này kia, cái bắt má thoa không vậy? Có chứ, em đưa cho má xài chứ hồi giờ là má không có xài. Xong rồi em đưa cho má xài cái má kêu nó mắc tiền quá con, thôi con bán rồi nó mắc tiền quá. Má xài mấy chục ngàn cũng được. Nhiều khi á khui hũ kem đó để cho má xài á mà hả mấy trăm ngàn á tiếc. Tiếc má, tiếc má không tiếc, xài. Đưa biểu má đánh lên đi để bán hàng luôn mà chắc không dám xài. Nhưng mà em nói xong cái má xài xong má thấy da đẹp cái má xài luôn. Má xài luôn bây giờ. Mẹ có nhiều khi có một cái muốn bóc phốt má. Làm liền đi em. Sao? Kiểu như là má đánh kem á. Sao? Má đánh kem là ví dụ nha. Kiểu như là hồi xưa là má xài tầm mấy ngày là má không thích nữa. Má bỏ là má tiếc. Cái là má đánh. Tao hôm đó là má đánh thiệt với là nhiều luôn. À tiếc đánh cho mèo hót. Đánh cho mèo hót. Hoặc là ngày hôm trước má quên thoa. Sau ngày hôm sau cái má thoa bù. Thoa bù là thoa lớp xong rồi thoa lớp thêm nữa. Cho dày hơn. Tại vì má đập thà quá. Dạ đúng rồi. Má đập thà quá má cứ nghĩ đơn giản là cứ đánh dày lên để đánh bù cho hôm qua. Cái mặt đánh chắc à. Nên là cháu nó lên đánh má nó kêu ma, ma. Tưởng má chồng là ma à. Trời ơi chết luôn á. Nên là em hay chọc má lắm. Tối là má đánh kìm xong. Trời má đánh kìm tránh quá mấy ông. Dù khi sợ ông nội nè mà quay ra thấy cái mắt khổ quá nhau. Mỗi lần mà má đánh kìm xong là em xuống là hai vợ chồng em một miệng cười luôn à. À với lại có một chuyện. Chuyện gì nữa? Kiểu má cực kỳ thích mặc đồ nội luôn.
mặc đồ nổi cực kỳ. Đồ nổi hả? Dạ đúng rồi. Là ở nhà là bận đồ bộ mà xanh đỏ tím vàng. Đúng rồi đúng rồi. Như đợt vừa rồi là mẹ vừa mua cái bộ đồ kiểu như là cũng là thun thôi. Ừ. Nhưng mà màu xanh lá hả chị? Một kiểu như màu xanh này nè. Xanh này hay là nổi hơn nữa? Nổi hơn một xíu nữa. Cái mẹ hỏi là ờ đẹp bông con thì em có kêu là đẹp. Mẹ mẹ nói sao mẹ thấy nó tối à? Màu đó mà tối à? Mẹ còn kêu tối. Dạ đúng rồi. Nè mẹ em thích màu đỏ, màu vàng, màu cam rồi á. Nói chung là gu mẹ em kiểu xì tinh lắm. Mua đồ cho má là phải chọn nổi một xíu. Như áo dài em thôi cho má đây nè. Lẽ má kêu không sao má thấy nó tối quá. Nó đơn giản quá. Màu này cũng hơi tối đó. Đáng lẽ là má thích màu vàng. Đúng rồi. Chị dâu với lại mọi người nói là màu này sang. Nên là má cũng nghe theo. Chứ thật ra má không thích đâu. Má nổi nổi hơn, rùm rè hơn. Thôi cảm ơn em. Rồi dạ. Mời em về bên kia. Bây giờ nghe anh dâu bốc hốt mình nữa. Ông chú à. Mẹ cười quá trời luôn rồi đó. Thật ra chú biết sao không? Sao? Cô bé cô bán hàng online của lanh quá. Quá trời lanh luôn. Nói quá trời nói luôn. Gặp dâu lanh này thì vui không chị? Trời, bán kem thì nó đưa kem xài. Nó bán quần áo, nó đưa quần áo của mặc. À, nhưng mà từ lúc con dâu bán hàng online giờ ông xã có khen đẹp không? Ông khen đẹp chứ sao không đẹp. Nhưng mà cô, mai mốt đánh kem á, ông có đánh giày như vậy nữa nha, hư da đó. Lên livestream lên hình thấy vui không? Vui chứ, hot lắm á chú, hot lắm. Hot. Đúng rồi, lên con dâu nè. Like mà mẹ chồng làm mẫu nữa thì ai lại nữa. Nhưng mà ông xã không có nhiều khi cũng có đồng ý ông cho lên like luôn. À. Mẹ con lên luôn mà. Có lên lên luôn hả? Mỗi lần về lên à. Xin chào các bạn nha, hẹn lại đâu mọi người. Cả nhà bán online luôn á hả? Ông chú, tại vì chú biết sao không? Thật ra là cả nhà mình làm YouTube. Cho nên là mọi người cũng đã quen rồi. Cũng chạy đi làm YouTube mà. Má dữ luôn, mất quá. Làm YouTube là giàu rồi. Đúng không? Nói chung là cũng có một khoảng thời gian view ổn định thì cũng được, cũng đủ sống. Ủa cô là mấy đứa? Hai thằng. Chị là hai thằng hả? Anh con cũng làm YouTube luôn. Ồ, coi như là gia đình làm YouTube luôn. Rồi sau khi mình làm online, bán online tốt nè, làm YouTube tốt còn nuôi heo không? Còn chứ. Con làm nuôi heo lên sống luôn. Con làm ruộng hả cô? Nhưng mà con dâu là sống sửa quần áo rất là nổi luôn ha. Mẹ em thích mặc nổi con dâu để cho mặc nổi luôn. Chìm má kêu là đơn giản quá nè. Vậy đơn giản đó hả? Đơn giản thiệt luôn. Thật ra thì làm dâu 4-5 năm vậy mẹ chồng nàng dâu rất là thân quen với nhau rồi. Cùng làm việc phải nói đây là một đối tác cũng rất là hợp với nhau luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tới một cái món quà bất ngờ nha. Dạ rồi. Tôi là bà đầu siêu nghiệp. À, bây giờ lên chương trình coi như là mẹ chồng nàng dâu. Tôi rất là mừng. Hồi lúc trước thì hai đứa nó quen nhau thấy nó bé quá. Em nó đi học quần áo tôi dẹp cái gì còn tôi đòi đơn cơm nước tôi nấu đi là xái quần xái nệm đó. Thế chết của tôi đứa luôn. Bây giờ nãy giờ đây làm dâu nhà chú thím nhờ vợ chồng chú thím giúp đỡ chắc cháu tôi rất là cảm ơn. Nhưng mà khi này không có xuống nhà chú thím được. Vợ chú thím chú có lên được tôi cũng đi được. Bây giờ nó thấy nó là già rồi. Bây giờ không biết làm sao giờ cứ nhớ hai đứa cháu. Còn nhớ con nó cứ nên vừa bà vừa con thấy mẹ để là được. Bây giờ cũng biết làm sao mà nên mong nó đi đây. Bây giờ nó về làm dâu tại rất là mừng. Mà giờ mừng anh lại mừng trong tâm mong thích là mừng mà nhớ. Rồi cũng nhờ vợ chồng chú thêm vậy biểu. Bây giờ nó làm em nên ngờ. Cho hậu thân ra là nó quen nhau là tôi sẽ ra thiệt tình là không có chịu. Tôi nghĩ thấy nó nhỏ quá bây giờ làm dâu tôi được. Mà cha mẹ ai vậy. Nhưng mà tôi nghĩ tôi nói thôi giờ nhờ vợ chồng chú thêm vậy biểu. Con rất là xúc động đúng không? Dạ, yeah, tại vì là hồi nhỏ với là con ơi với nội. Ba thì đi làm xa. Cái thời gian đầu mẹ nói cưới chồng thì con cũng không chịu. Con thương chồng con thì con thương. Nhưng mà con cũng chưa muốn cưới, con không muốn bà nội. Thì nội con nói thôi bây giờ nội sợ quen lâu cái này nọ, sợ hàng xóm dị nghị. Nên là nội nói thôi bây giờ nội thấy lên nó cũng được. Nó cũng hiền. Nó cũng chăm lo chăm sóc cho nội. Đợt mẹ con đi làm cũng vô trong Sài Gòn, có một thời gian đi Sài Gòn thì chồng con lên chỗ nào đi khám bệnh rồi. Thì nào nói vậy thì con cũng chấp nhận. Nhưng mà kiểu như thời gian đầu thì mình ở nào ở một mình á, mình cũng thấy lo. Tại vì là nào lớn tuổi rồi. Mẹ nào lo từng cái ăn giấc ngủ cho mình từ nhỏ tới giờ luôn. Con đi học hoặc là con đi làm gì là đồ nào dẹp hết. Nó không có cho làm gì hết á. Đồ nào dẹp. Thương nội quá nha. Cơm nước nào nấu, quần áo nào dịch, ăn cơm rồi là nào rửa chén hết. Con không có làm gì hết á. Đi làm về xong ngủ rồi tối đi chơi vậy. Giờ nội đang ở với ai con? Hiện tại thì nội cũng đang ở một mình. Nhưng mà có em con thì nó cũng có vợ rồi. Thì nó cũng chạy lên chạy xuống rồi con cũng chạy lên chạy xuống với nội á. Con cũng tranh thủ thăm nội nha. Dạ. Bà nội chắc là nhớ con lắm luôn á. Thật ra hồi nãy khi mà clip bà nội mà mở lên á,
chị chưa cần biết đó là một cái câu chuyện gì, nhưng mà chị nhìn thấy hình ảnh á thì rất là thương. Tại vì những người bà ở dưới quê á, người ta tần tảo dữ lắm, người ta thương con cháu dữ lắm. Cho nên nãy vừa thấy bà xuất hiện thôi chị cũng xúc động lắm. Nên là chị cũng mong á là mình cũng thuê người làm đi, mình sắp xếp công việc để mà mình hả thăm nội nhiều hơn nè, mình phụ ba mẹ chăm con nè. Cái này là chị khuyên em chân thành á nha. Thật ra nội á, nội cũng thấy con cháu là tốt, nội cũng vui, rất là mừng luôn. Nhưng mà nội rất là nhớ con đó, buồn cô đơn đó suốt em, suốt cuộc đời lo cho con mà bây giờ lấy chồng rồi để nội ở nhà một mình đó. Cố gắng tranh thủ về thăm nội thường xuyên, càng nhiều càng tốt. Nội già rồi đó con. Dạ. Nội lớn lắm rồi đó ha. Này nội tám mấy tuổi rồi chứ? Tám mấy rồi hả? Còn chị có hay qua thăm bà? Thôi thường thêm đến. Dạ. Lâu lâu vậy khoảng một tháng hai tháng là vô thêm một lần. Còn con thì cứ cho đi liên tục. Cái con rắn thì con cứ con chị và nội thêm đi. Cô Nam cũng nhà gần đấy. Cô Nam là con của bà nội. Khi em bé nó lên nó ngủ với bà nội. Cố gắng chăm sóc nội tốt nha. Dạ. Rồi chờ em xíu nha. Ừ, rồi. Dạ. Rồi hôm nay tới chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì đây. Rồi ngồi đi em trai. Đây là con trai của chị đó hả? Chào anh Dương Linh, chị Trâm. Em tự giới thiệu, em là chồng của Nguyệt với mẹ của em. Giới thiệu tên mình nữa chứ. Chồng của Nguyệt, con của mẹ. Bữa nay lên đây gặp chú Quýnh đó, chứ bình thường làm YouTube là lanh lắm. Thì con tên là Nguyễn Minh Lên, nay con 27 tuổi. Tiến Lên hả? Dạ. Trời, tên ngon ha. Anh tên Tiến, em tên Lên. Tiến Lên. Lên. Ủa cô, hồi xưa là muốn cuộc đời con mình nó tiến lên hay là tại vì chơi tiến lên nên đặt con mình? Không có hầu rồi, sanh ra đẹp dễ chứ không có nghĩ là... Yeah. Không nghĩ gì hết đúng không? Không nghĩ gì hết. Sanh ra thằng anh á, bà nậu thằng anh là đẹp cân xà lách. Xà lách thằng thôi thì ngò. Kia tôi không chịu nữa không? Đẹp dễ thì sao? Lớn thì sao? Còn đối với con đẹp, đẹp là thằng anh á thành tiếng, để làm sao đẹp thành lên vậy? Không có đẹp cho nó dầm vậy thôi. Tiến lên ha. Tiến lên cũng hay mà. Cũng hay mà, mẹ chồng nàng dâu rất là hợp với nhau đó. Hai mẹ con rất là vui. Con đây con có muốn chia sẻ điều gì giữa mẹ chồng nàng dâu không? Chúng thấy mẹ với vợ thì tâm đầu ý hợp, con rất là vui. Chúc mẹ và vợ của con cứ như vậy. Em có biết gì về cái đoạn clip hồi nãy không? Dạ biết. Nhưng mà ai quay á? Anh quay á. À, đoạn này là mẹ với vợ là không biết trước luôn đúng không? Bữa nay mới được coi đúng không? Rồi cảm xúc của em sao? Nghe nậu nói thì em cũng có buồn và vui. Có buồn thì vui luôn, vừa vui vừa buồn luôn. Vui gì bà nội đâu, rất là khỏe ha. Buồn gì thế bà nội cũng cô đơn đó. Mình có muốn gửi lời gì tới mẹ với lại vợ không? Dạ thì cái đầu tiên thì em muốn gửi đến mẹ em trước. Thì cảm ơn mẹ đã sinh ra em để mà em có ngày hôm nay. Có nhiều lúc vợ chồng em có làm cho mẹ buồn á, mong mẹ bỏ qua. Tụi con cũng còn nhỏ quá nên là chưa hiểu biết, mong mẹ vậy tụi con. Hôm nay thì mẹ chồng nàng dâu cùng với con trai ở đây đã chia sẻ hết cái câu chuyện rồi. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta vẫn cứ thế ha. Con bố trí cho con hai vợ chồng về thăm nội thường xuyên. Đơn giản là vậy thôi. Còn cái chuyện làm ăn thì nãy giờ chú thấy rất là tốt rồi. Còn trẻ, tôi còn rất trẻ, còn cái đường phấn đấu rất là dài luôn. Cố gắng giữ lấy cái phong độ thế này ha. Yêu thương mẹ chồng nhiều hơn ha con gái ha. Đừng có la mẹ chồng lớn tiếng nữa. Nói nhỏ nhỏ thôi, mẹ ơi mẹ đừng cho con ăn kẹo nha. Ví dụ vậy ha. Còn chị cũng thế. Hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn luôn hòa hợp với con dâu mình và cùng với con dâu giúp cho con dâu với con trai thành công hơn nữa. Nha. Sau này sẽ không biết giờ nhỏ giọng không? Rồi. Thôi hôm nay thì con dâu ôm mẹ tình cảm cái đi. Nói những lời yêu thương gì với mẹ chồng cho mẹ chồng vui nè. Nói chung là con cũng rất là may mắn khi mà gái về làm dâu một cái gia đình cực kỳ hiền, kiểu như là thương con như là con gái luôn. Hy vọng là sau này hai mẹ con mình, ví dụ như mà có cái gì mà con không tốt á thì má cũng bỏ qua, hoặc là má dạy lại con để con tốt hơn. Còn bây giờ là con cảm thấy bây giờ là gia đình mình cũng gọi là quá là hạnh phúc luôn, nên là con cảm thấy rất là mừng. Mong cho mẹ con vợ với mẹ em mà luôn giữ niềm vui như thế này. Có nói với vợ gì không? Vợ bớt bướng bỉnh. Và bớt bướng bỉnh. Bướng bỉnh. Chúc cho gia đình mình mãi mãi như thế, vui vẻ, hạnh phúc và thành công rực rỡ nha. Cảm ơn gia đình, cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Hồ Bích Trâm và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.